Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Quý hội thánh của Chúa, và xin chào mừng đến vợ chồng mục sư Quỳnh Lam Bửu ở trong tình thương của Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Cảm ơn Chúa. À, buổi sáng nay thì tôi xin được phép chia sẻ về một sứ điệp có chủ đề đó là 6 yếu tố cần có của người chiêm sứ. Trước khi tôi chia sẻ về chủ đề này thì tôi cũng có lời rất là vui, vui bởi vì trong suốt 17 năm qua tôi phục vụ Chúa trong hội thánh của Chúa ở tại đây, trong hội thánh Ngũ Tuần Rema, trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời và trong tình yêu mến của quý con cái Chúa. Thật sự thì Chúa cho dân sự của Chúa trước khi gia đình của chúng tôi sẽ đi định cư tại Hoa Kỳ ở trong đầu tháng sau. Và với tinh thần đó thì tôi cảm ơn Chúa để chia sẻ lời của Chúa trong buổi sáng nay, trong một sự biết ơn Chúa và cũng như biết ơn quý hội thánh của Chúa đã yêu thương, đã cầu thay, đã giúp đỡ tôi rất là nhiều trong tinh thần cũng như trong sự dâng hiến về tài chánh trong suốt những năm tháng tôi hầu việc Chúa tại hội thánh Ngũ Tuần Rema của chúng ta. Cảm ơn Chúa, tôi nhìn thấy một cái khải tượng cách đây vài ngày trước, đó là hội thánh của chúng ta sẽ có một nơi nhóm rộng rãi hơn và khang trang hơn. Tôi nhìn thấy có những bức tường trắng rất là rộng, và có thể là lúc ban đầu chúng ta ngồi, chúng ta chưa có ghế đầy đủ, cho nên chúng ta phải ngồi giữa tường, có một số anh chị em phải ngồi giữa tường nữa. Nhưng mà tôi thấy cái phòng đó rất là rộng. Có thể lúc ban đầu chúng ta chưa có đầy đủ những tiện nghi, nhưng mà sau đó rồi Chúa ban phước cho chúng ta có một nơi rộng rãi hơn và chúng ta có đầy đủ những tiện nghi hơn. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà tự chung một điều rằng là tất cả chúng ta đều là con cháu của Abraham bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta. Amen. Không quý mài cho em. Tất cả chúng ta đều là những người được phước ở trong danh Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta. Nếu ai đó hỏi Abraham khi ông còn sống rằng ông ước ao điều gì nhất, thì có lẽ Abraham sẽ trả lời rằng là tôi cần có đứa con trai. Trước khi có Isaac thì cái điều ước ao nhất của Abraham đó là ông muốn có được một đứa con nối dõi. Và khi mà có Isaac rồi thì cái điều ước ao tiếp theo của Abraham đó chính là ông sẽ được nhận sứ hứa làm cơ nghiệp. Và dòng dõi của Abraham chúng ta thấy rằng là từ Isaac cho đến Jacob, Joseph và những người sau đó nữa, thì chúng ta có thể để ý và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng là họ đều là những người sống bởi đức tin. Họ là những người có một cái khải tượng của tổ phụ để lại từ Abraham rằng là vùng đất Canaan mà họ đã sống á, sau này sẽ trở thành vùng đất của dân tộc của họ. Và cái điều này nó đánh động trong tấm lòng của tôi rằng là nếu tôi là con cháu của Abraham ở trong thuộc linh thì tôi cũng nên có một cái tâm tình và một khải tượng giống như Abraham là tổ phụ mình đã từng có ở trong đức tin nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng là người Việt Nam của chúng ta, những ai chúng ta sống ở tại khu vực miền Nam này đó, chúng ta biết rằng là vùng đất Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta nó chỉ có tuổi đời khoảng chừng 300 năm thôi. Tức là trước năm 1700 thì vùng đất Sài Gòn từ Biên Hòa trở xuống Cà Mau đó, thì cái vùng đất này nó không phải là vùng đất của người Việt Nam của chúng ta, nhưng mà vùng đất này nó là của người Campuchia. Nhưng mà sau đó rồi bởi ý Chúa, Chúa khiến cho người Việt của chúng ta từ khu vực miền Trung, chúng ta đi xuống khu vực phía Nam này và chúng ta có được thành phố Sài Gòn ngày hôm nay. Vậy thì chúng ta cũng là con cháu của những người chiêm sứ, đúng không quý mài chị em? Như vậy tổ phụ của chúng ta dù là người Việt Nam chăng nữa thì người Việt Nam của chúng ta trong thời xa xưa cũng đã có một cái ước ao, đó là sẽ mở rộng bờ cõi của mình, sẽ đến được một cái xứ mà tại đó cũng cái công ăn việc làm của mình, cuộc sống của mình nó sẽ được tốt lành hơn. Tôi hỏi quý vị là những người có gia đình rồi, quý vị có muốn con của mình nó sẽ có một cái nơi tốt hơn để được phát triển không? Quý vị sống ở tỉnh, quý vị có muốn con của mình nó lên thành phố Hồ Chí Minh để làm ăn, lập nghiệp và phát triển cho tương lai của nó không? Cũng có người có và có người không, đúng không ạ? Nhưng mà tụ chung một điều rằng là trong lời của Chúa chúng ta thấy rằng dân Israel trong thuộc thể họ là những người có lời hứa về một cái sứ hứa. Và chúng ta là dân Israel thuộc linh, chúng ta cũng có cái vùng đất hứa của chúng ta.
Và có một số người giải kinh cho rằng là vùng đất hứa của người tin Chúa Giê-xu á, đó là thiên đàng. Nhưng mà cũng có một số người không đồng tình với điều đó. Bởi vì cớ thiên đàng thì chúng ta không cần phải tranh đấu để chúng ta vào đó. Đúng không quý mà chị em? Sứ hứa chúng ta muốn vào đó, chúng ta phải tranh chiến, chúng ta phải chiếm từng cái thành thì chúng ta mới có được sứ hứa đó. Nhưng mà thiên đàng thì chúng ta đâu có cần phải chiếm từng thành làm gì. Thiên đàng chúng ta muốn vào đó, chúng ta chỉ cần tin nhận Chúa Jesus Christ làm của Chúa đời sống của mình và chúng ta được cứu rỗi bởi đức tin 100%, đúng không quý mài chị em? Đã không cần phải tranh chiến với ai hết, không cần phải tranh chiến với Đức Chúa Trời, không cần phải tranh chiến với thánh đồ hoặc là anh chị em với nhau, chúng ta mới có được thiên đàng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là vùng đất hứa mà Chúa hứa cho những con cái Chúa ngày hôm nay, đó chính là những phước hạnh mà Kinh Thánh đề cập đến ở trong phần tâm linh và cũng như trong phần thể xác của chúng ta. Ngày hôm nay có những anh chị em chúng ta thấy rằng là có những nan đề mà mình cần phải chiếm xứ cho Chúa. Chẳng hạn như có những anh chị em chúng ta có nan đề về sức khỏe, chúng ta đang gặp nan đề về bệnh tật của mình và chúng ta ước ao rằng tôi cần được chữa lành. Và đối với những người như vậy thì có sức khỏe là vàng rồi, có sức khỏe là tốt rồi. Nhưng mà cũng có một số người thì có sức khỏe nhưng mà lại chưa có tài chánh, chưa có được cái cơ ngơi sự nghiệp để ổn định cuộc sống. Thì chúng ta thấy rằng cái sứ hứa nó là tài chánh, đó là công ăn việc làm của chúng ta. Rồi có một số người chúng ta có đầy đủ sức khỏe, có tài chánh rồi, nhưng mà chúng ta mong muốn rằng là con cháu của chúng ta sau này sẽ được ăn nên làm ra và tiến thân ở tại thành phố Hồ Chí Minh, ở tại những cái thành phố lớn của cả nước. Và chúng ta mong muốn con cái của mình được sống ở những thành phố lớn đó. Thì cái thành phố lớn đó được gọi là sứ hứa của chúng ta. Nếu chúng ta bị ma quỷ áp bức và chúng ta không có được sự bình an trong linh hồn của mình, chúng ta nghe lời Chúa nhưng mà ma quỷ bịt lỗ tai của chúng ta lại, nó khiến chúng ta không nghe được lời của Chúa và chúng ta không thể nào ăn ngon ngủ yên được bởi vì ma quỷ áp bức. Thì sứ hứa của chúng ta đó chính là sự giải cứu ở trong danh của Chúa Jesus Christ. Như vậy thì mỗi người chúng ta có những cái sứ hứa khác nhau, đúng không quý mà chị em? Có những phước hạnh khác nhau mà chúng ta cần phải nỗ lực để chúng ta nhận lấy ở trong ơn của Chúa. Cũng có một số người xem Mỹ hoặc là châu Âu hoặc là Úc hoặc là những cái xứ phát triển khác là sứ hứa của họ. Bởi vì họ mong muốn cuộc đời của mình sau này sẽ được phước nhiều hơn. Vậy thì chúng ta thấy rằng là mỗi người chúng ta có những cái sứ hứa khác nhau. Nhưng mà tổ chức một điều rằng là dù chúng ta ở trong sứ hứa nào thì chúng ta cũng đều ở trong vương quốc của nước của trời. Amen. Và chúng ta đi đâu, chúng ta làm gì, chúng ta cũng hãy bảo đảm chắc chắn rằng là tôi đang ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Và cái câu gốc và tôi cái phần Kinh Thánh mà tôi muốn chia sẻ trong buổi sáng nay nằm ở trong Giô-suê đoạn số 1, để chúng ta thấy rằng là Giô-suê là một người dẫn dân Israel vào trong sứ hứa. Ông có những yếu tố nào ở trong chính đời sống ông mà khiến cho Chúa Ngài có thể chọn lựa ông trở thành một người lãnh đạo cho cả một dân tộc để nhận lấy sứ hứa của họ. Tôi sẽ đọc ở trong sách Giô-suê đoạn số 1. Từ câu 1 cho đến hết câu số 9. Sau khi Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê, con trai của Nun, tôi tớ của Môi-se mà rằng: Môi-se, tôi tớ ta đã chết, bây giờ ngươi và cả dân sự này hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh, đặng vào xứ mà ta ban cho dân Israel. Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se. Địa phận các ngươi sẽ lan ra đồng vắng, lan ra từ đồng vắng và liên bang này cho đến sông cái là sông Ơ-phơ-rát, tràn cả xứ dân Hê-tít cho đến biển cả về hướng mặt trời lặn. Trót đời ngươi sống sẽ chẳng ai chống cự được trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se. Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ dẫn dân này đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó. Chỉ hãy vững lòng bền chí và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se tô tớ ta đã truyền cho ngươi. Chớ xoay qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thành vườn. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình
và mới được phước. Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng, bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Trước hết chúng ta thấy rằng là Giô-suê, trước khi ông được Chúa ngài chọn để trở thành lãnh đạo dẫn dân Israel vào trong xứ hứa, thì ông đã là một người phục vụ rất là trung tín dưới chức vụ của Môi-se. Môi-se là một tiên tri mà Kinh Thánh khẳng định rằng là chưa có một tiên tri nào giống như Môi-se, là người đã từng đối diện, nói chuyện với Đức Chúa Trời mặt đối mặt, như là hai người bạn hữu với nhau vậy. Chưa có một người nào đã từng nhìn thấy Đức Chúa Trời giống như Môi-se. Và Giô-suê đã được phục vụ dưới chức vụ của Môi-se trong hơn 40 năm ở trong đồng vắng. Và bây giờ Kinh Thánh nói với chúng ta rằng thời điểm đã đến sau khi mà Môi-se tôi tớ của Chúa qua đời, tức là chức vụ của Môi-se đã kết thúc, thì Chúa ngài đã chọn Giô-suê qua lời phán của ngài rằng là Môi-se tôi tớ ta đã chết, bây giờ ngươi và cả dân sự này hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh. Chức vụ được đến qua lời của Đức Chúa Trời, quý bà chị em. Chúa ngài đã chọn Giô-suê. Và chúng ta thấy rằng là Giô-suê trong cái thời điểm này, có lẽ ông cùng với cả đoàn dân Israel rất là thất vọng, rất là buồn bực. Họ có thể họ đang ngồi, họ khóc lóc, họ than vãn bởi vì cớ một nhân vật vĩ đại của dân tộc đã qua đời. Cho nên Chúa ngài đã truyền rằng là các ngươi hãy đứng dậy. Đứng dậy, nói cho chúng ta thấy được một cái thái độ, một cái tâm thế của một người phải trỗi dậy, chứ không được phép ngồi hoặc là nằm, hoặc là mình ở trong một cái tư thế của một người buồn bực nữa. Dĩ nhiên khi chúng ta phải chia tay một tôi tớ vĩ đại như Môi-se, nếu tôi ở trong cái hoàn cảnh đó, tôi có lẽ cũng rất là buồn. Buồn không quý mà cho em? Buồn chứ. Dạ đó, có nhiều năm gọi là trải nghiệm với nhau, 40 năm trong lòng vắng mà. Nhưng mà lời của Chúa nói rằng là ngươi hãy trỗi dậy, và cả dân sự này hãy trỗi dậy. Sau khi Môi-se qua đời thì có Giô-suê được Chúa ngài chọn lựa, được dấy lên. Nhưng mà sau khi Giô-suê qua đời thì chúng ta biết rằng là không phải là một người được Chúa ngài dùng để mà chiếm xứ, nhưng mà là cả một chi phái quy mà chèm. Chúng ta xem ở trong các quan sát đoạn số 1. Từ câu 1 cho đến câu số 2. Sau khi Giô-suê qua đời, dân Israel bèn cầu hỏi Đức Giê-hô-va mà rằng: ai là người trong chúng tôi phải đi lên trước đặng đánh dân Canaan? Đức Giê-hô-va đáp rằng: ấy là người Giu-đa phải đi lên, kìa ta đã phó sứ ngươi vào tay họ. Vậy thì sau khi Giô-suê qua đời thì có cả một chi phái Giu-đa được Chúa ngài dấy lên để chiếm xứ. Như vậy thì có thể trong cái thời điểm mà dân Israel họ chưa đủ sức để chiếm xứ thì Chúa ngài dùng một người để lãnh đạo họ. Nhưng đến khi mà họ đã có đủ sức, đủ tầm rồi thì cả một chi phái sẽ đi chiếm xứ ở trong sự ban ơn của Chúa. Như vậy chúng ta thấy rằng là Giô-suê được Chúa ngài chọn lựa trong thời điểm này. Sau khi Giô-suê qua đời, sau khi Môi-se qua đời thì Giô-suê đã được Chúa ngài chọn để mà dẫn dân sự đi qua sông Giô-đanh. Và chúng ta sẽ xem những yếu tố nào mà Giô-suê đã có trong đời sống của ông để ông có thể trở thành, ông xứng đáng trở thành một người lãnh đạo kiệt xuất để có thể thay đổi thiên mệnh của cả dân tộc của ông thời bấy giờ. Trước khi mà ông được thay đổi trở thành một người lãnh đạo như vậy thì ông đã là một người nhút nhát. Ông không tự tin vào trong cái sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của mình. Có đúng không quý mà chị em? Bởi vì nếu ông tự tin thì có lẽ Chúa ngài không kêu ông đứng dậy. Nếu ông tự tin thì có lẽ Chúa ngài sẽ không nói rằng là đừng có sợ, hãy vững lòng bền chí. Chúng ta thấy được ở trong từ câu 1 cho đến câu số 9 ở đây, có tới ít nhất là 5 lần Chúa ngài nói rằng là hãy vững lòng bền chí, tức là hãy can đảm mạnh mẽ lên. Bởi vì Chúa biết được ở trong Giô-suê nó có cái sự sợ hãi, có cái sự không chắc chắn, có một cái gì đó cảm thấy bất an cho cái tương lai của mình khi mà mình phải nhận một trách nhiệm trọng trách như vậy. Yếu tố đầu tiên mà Giô-suê đã có ở đây, tôi nhìn thấy ở trong lời của Chúa, đó chính là ông có đức tin và tin cậy lời hứa của Chúa. Giô-suê đã khám phá ra chìa khóa cho sự chiến thắng, chính là khi ông tin cậy vào trong lời hứa của Chúa, hành động dựa trên những lời hứa ấy và trở thành người chiến thắng. Hebrew đoạn 11 câu 30 chép rằng là bởi đức tin các tường thành Jericho đổ xuống.
Quý mà chị em thấy không? Không phải là chiếm xứ bằng cái sức lực hoặc là cơ bắp của mình, nhưng mà chiếm bằng đức tin. Bởi đức tin mà các tường thành bị đổ xuống, bởi đức tin mà xứ đó được khuất phục và được trao vào trong tay dân Israel. Nếu quý mà chị em không có đức tin nơi lời hứa của Chúa, sẽ chẳng có phép lạ gì xảy ra hết quý mà chị em. Nếu quý mà chị em không có đức tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời, thì quý mà chị em có đi nhà thờ cho đến khi mà chúng ta thở hơi thở cuối cùng chăng nữa, chẳng có một cái gì xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta không có đức tin thì sự thờ phượng Chúa của chúng ta nó sẽ trống rỗng và nó khô khan lắm quý mà chị em. Hãy tin rằng là khi chúng ta đến gần với Đức Chúa Trời thì Ngài có ở đó. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh thì chúng ta thấy được tương lai của mình ở trong Kinh Thánh quý mà chị em. Tôi nhớ cái thời mà tôi 16 tuổi tôi mới được tái sanh đó quý vị. Tôi đọc Kinh Thánh ngấu nghiến như là một đứa trẻ vừa mới được sinh ra và nó bú bình sữa của mẹ nó. Ngon như thế nào đó. Thì linh hồn của tôi lúc đó đọc Kinh Thánh và tôi ước ao rằng những lời Kinh Thánh nó được ứng nghiệm cho đời sống của mình. Và tôi đọc, tôi nhìn thấy cái tương lai của đời sống mình. Tôi nghĩ rằng đó là cái sự tưởng tượng của mình. Và tôi đọc tôi nói rằng là Tuấn ơi, mày không bao giờ mày được như vậy đâu. Chỉ có thời của Kinh Thánh thôi, các sứ đồ thôi, chứ làm gì mà mình được như vậy. Làm sao mà mình đặt tay đuổi quỷ chữa lành cho người ta giống như Chúa Giêsu hoặc là các sứ đồ được. Làm sao mà mình có thể ảnh hưởng được trên người này người kia được. Đó là thời Kinh Thánh thôi. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa đã cho tôi học trường Kinh Thánh và tôi bắt đầu được trang bị lời của Chúa. Tôi thấy rằng Kinh Thánh không phải là một quyển sách lịch sử để chúng ta đọc và có thêm kiến thức mà thôi. Nhưng mà Kinh Thánh đó là một cuốn sách chứa đựng những lời tiên tri cho những ai có đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Kinh Thánh chính là tương lai của chúng ta đó quý mài chị em. Hãy đọc Kinh Thánh với một sự hy vọng rằng là tôi sẽ là người được phước của Chúa theo lời của Chúa. Hãy đọc Kinh Thánh với một đức tin rằng là bệnh tật của tôi đã được chữa lành. Hãy đọc Kinh Thánh với một sự hy vọng rằng là tôi sẽ trở thành một người khôn ngoan ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Hãy đọc Kinh Thánh với một đức tin rằng là tôi sẽ là người được phước của Chúa. Gia đình tôi sẽ được hạnh phúc, con cái tôi sẽ được hạnh phúc và được thánh vượng. Quý mài chị em hãy đọc Kinh Thánh với đức tin quý mài chị em. Đừng đọc Kinh Thánh theo những cái tôn giáo mà người ta dạy chúng ta như là phải đọc bao nhiêu lần đó rồi chúng ta mới gọi là được đắc đạo gì đó. Đừng đọc Kinh Thánh với cái tinh thần của tôn giáo, nhưng hãy đọc Kinh Thánh với một tâm trí cởi mở trong sự nhận biết rằng Đức Chúa Trời là đấng hay làm phép lạ. Bởi vì nếu không có đức tin thì chẳng thể nào có thể ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Hebrew đoạn 11 câu 6. Không có đức tin sẽ không có gì xảy ra hết. Và tạ ơn Chúa, Chúa thương xót tôi và Chúa cho tôi có đức tin nơi lời của Chúa. Khi tôi làm quen với Kinh Thánh, chúng ta biết rằng là người Công giáo, tôi được sinh ra trong gia đình Công giáo. Và người Công giáo thì họ có tấm lòng yêu mến Chúa, sốt sắng, sùng kính Chúa lắm. Nhưng mà có mỗi một cái tội duy nhất thôi, đó là người Công giáo không chịu đọc Kinh Thánh. Mà có phải là do là chính họ muốn như vậy, nhưng mà giáo hội đã dạy rằng là Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, con người chúng ta không hiểu nổi. Cho nên là nếu mà muốn đọc Kinh Thánh mà được phước á, hãy để cho những linh mục, những người được huấn luyện Kinh Thánh, họ đọc Kinh Thánh, họ hiểu Kinh Thánh, họ dạy lại cho mình, rồi mình mới làm đúng. Chứ nếu mà mình không được học Kinh Thánh đàng hoàng đó mà mình tự mình đọc Kinh Thánh, rồi mình không hiểu, rồi mình áp dụng sai là mình có tội với Chúa. Cho nên là người Công giáo chúng tôi, từ nhỏ tôi không dám đọc Kinh Thánh. Chỉ dám đọc kinh thôi chứ không dám đọc Kinh Thánh. Kinh Thánh là cuốn này nè quý vị. Cho nên là người Công giáo rất là đáng thương, bởi vì cơ họ không biết lời của Đức Chúa Trời. Chỉ biết lời của những cái bài kinh thôi. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa thương xót và Chúa đem tôi ra khỏi cái môi trường đó để tôi làm quen với lời của Chúa. Và khi tôi đọc Kinh Thánh, đức tin tôi càng gia tăng. Và tôi thấy rằng là thật sự bây giờ tôi có thể đến gần với Đức Chúa Trời. Tôi có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tôi không cần phải xưng tội với cha xứ. Tôi không cần phải nhờ cha linh mục làm phép cho tôi nữa. Nhưng bản thân tôi biết được vị trí và uy quyền của tôi như thế nào trong Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
và có một cái sự gắn kết cá nhân giữa mình với Đức Chúa Trời. Quý mà cha, Chúa không còn ở nhà thờ nữa, nhưng bây giờ Chúa ở trong tấm lòng này. Và đó là một cái sự biến đổi, một sự cách mạng ở trong đời sống tâm linh của tôi. Cho nên tôi khích lệ quý con cái Chúa, điều đầu tiên để chúng ta có thể chiếm xứ, chúng ta được phước ở trong danh Đức Chúa Jesus Christ, đó là chúng ta cần phải đọc Kinh Thánh với đức tin. Và khi chúng ta có đức tin như vậy, chúng ta sẽ có một cái sự tin cậy nơi lời hứa của Chúa, rằng tôi sẽ là người tiếp theo được phước. Amen. Thì quý vị đọc về câu chuyện của Joseph ở trong Sáng Thế Ký, hãy đọc hết câu chuyện đó và hãy cầu nguyện với Chúa, lạy Chúa, đây không phải là lịch sử, nhưng mà đây sẽ là hiện tại của con ở trong tương lai. Con sẽ là một Joseph tiếp theo. Amen không quý mài chị em? Khi quý vị đọc về câu chuyện của David, quý vị hãy hình dung được mình sẽ là người tiếp theo, một David tiếp theo. Đây là một cái chiều kích tiên tri mà Chúa dạy cho tôi, rằng hãy đọc Kinh Thánh với một cái nhìn tươi mới. Đừng đọc Kinh Thánh giống như là người Công giáo ngày xưa nữa. Tôi đọc Kinh Thánh với một cái, quý vị biết rằng là ngày xưa khi mà tôi còn nhỏ đó, ở trong Công giáo đó, tôi chỉ đọc đến cái chỗ mà cha kêu tôi mở ra tôi đọc thôi, rồi sau đó tôi gấp sách lại, không dám đọc nhiều hơn. Và đọc xong rồi đó là mình quên sạch luôn, không có gì suy nghĩ hoặc là ấn tượng gì với những lời Chúa mà mình vừa mới đọc. Bởi vì mình không được dạy rằng là lời của Chúa là lời sống. Mình phải sống với nó, mình phải suy nghĩ về nó, hình dung về nó và ăn nuốt lời đó trong linh hồn của mình. Và Giô-sê là người có đức tin nơi Chúa. Và chúng ta thấy rằng là trước khi Giô-sê được Chúa ngày chọn lựa để chiếm xứ, thì Giô-sê cũng đã là một người được Mô-sê lựa chọn để sai vào trong xứ hứa và do thám sứ trong 40 ngày. Và khi mà Giô-sê đã do thám sứ cùng với 11 thám tử kia về lại báo cáo cho dân Israel, thì có 10 thám tử báo cáo gọi là cũng chân thật đó, nhưng mà là phao phản sứ. Họ báo cáo trong một cái tinh thần bi quan tiêu cực. Họ nói rằng là cái sứ này là cái sứ nuốt chúng ta. Mình vào trong cái sứ đó đó là mình sẽ chết chắc. Bởi vì ai nấy cũng cao hơn chúng ta một cái đầu hết. Và chúng tôi nhìn thấy chính mình giống như là con cào cào. Và chúng ta biết rằng trong cái sứ hứa, trong sứ Canaan thời bấy giờ đó, là tổ phụ, họ là những người tổ phụ của Goliath. Đúng không? Goliath là con cháu của những người mà dân Israel ngày xưa họ đã tiêu diệt để chiếm xứ đó. Và Goliath cũng là những người, là con cháu sống sót còn lại của những người mà ở trong xứ Canaan thời bây giờ. Khi mà tôi qua châu Âu để thăm em gái của tôi đó, tôi đi xe buýt và tôi thấy có những người họ cao hơn tôi cả hơn phần nửa luôn quý vị. Tức là tôi chỉ đứng tới cái bụng của họ thôi. Quý vị tưởng tượng đi, tôi cao gần 1m7 mà tôi đứng một cái là tới cái bụng của họ thôi. Tức là họ cao hơn mình hơn phân nửa luôn. Họ cao tới 2m mấy đó quý vị. Tôi nói wow, mình có thể hiểu được cảm giác của những thám tử khi vào trong xứ hứa. Họ thấy những người cao lớn duyên vàng 2-3m như vậy đó, họ cảm thấy con người của mình nó nhỏ bé. Và họ dĩ nhiên, những người thám tử đó đã nói thực tế, nhưng mà không có đức tin. Ngày hôm nay cũng có những người họ không có đức tin và họ nói ra những điều thực tế theo cái mắt nhìn của họ. Ôi cái bệnh này bác sĩ ở bệnh viện kia bó tay rồi, cái chỗ trung tâm y tế nọ bó tay rồi, ôi cái bệnh mình là mãn tính rồi, không có thuốc chữa nữa, kiểu này thôi uống thuốc để cầm chừng, chết chắc rồi, một sư nào mà chữa lành được. Quý mà cha em ơi, nếu chúng ta nói theo cái nhìn của chúng ta, theo cái giác quan của mình quý vị, chúng ta sẽ không được chữa lành đâu. Nhưng chúng ta phải nói trong đức tin. Giô-sê nói rằng là chúng ta phải vào đi, chúng ta sẽ chiếm được, chúng ta sẽ thắng hơn được. Ở trong Dân Số Ký 13 câu số 30 cho đến 33. Đây là lời Kinh Thánh tường thuật về lời của Giô-sê. Ca-lép bèn làm cho dân sự đương làm bầm cùng Mô-sê nín lặng đi mà rằng: chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta thắng hơn được. Nhưng những người đi cùng Ca-lép nói rằng: chúng ta không đi lên cự dân này được, vì chúng nó mạnh hơn chúng ta. Trước mặt dân Israel, các người đó phao phản xứ mình đã Do Thám mà rằng: xứ mà chúng tôi đã đi khắp đặng Do Thám là một xứ nuốt dân sự mình. Hết thảy những người chúng tôi đã thấy tại đó đều là kẻ hình vóc cao lớn. Chúng tôi có thấy kẻ cao lớn, tức là con cháu của Anác, thuộc về giống diền vàng. Chúng tôi thấy mình khác nào con
cào cào và họ thấy chúng tôi cũng như vậy. Trong 12 thám tử đi vô thám sứ, chỉ có hai người là có đức tin. Thứ nhất Giô-sê, thứ hai đó là Ca-lép. Hai người. Và ở đây Ca-lép đã nói rằng là chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ, chúng ta thắng hơn được. Xin Chúa ngày cho chúng ta thấy được năng đề của mình sẽ bị khuất phục ở trong danh Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Tài chánh nó sẽ phải được phước ở trong danh Chúa Giêsu Christ, chứ không phải là nợ nần nó sẽ đè chết chúng ta. Quý mà chị em, tôi cầu nguyện xin Chúa ngày ban phước cho cái bóp tiền quý vị sẽ không bao giờ hết tiền. Tài khoản ngân hàng quý vị sẽ luôn trên 5 triệu đồng Việt Nam. Hãy đặt tay chúc phước cho bóp tiền của mình. Tôi nhớ trong cái thời kỳ dịch năm 2021 đó, khi mà chúng tôi bị phong tỏa theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đó, tôi lấy cái bóp tiền ra và tôi quỳ gối, tôi cầu nguyện ngay trên sàn nhà, tôi cầu nguyện chúc phước cho cái bóp tiền của mình, chúc phước cho tài khoản của mình, không bao giờ hết tiền. Mà thật sự lúc đó tôi cũng nghi lắm á. Tại vì sao? Hội thánh đi đóng cửa rồi, không ai nhóm lại nữa. Mà dù rằng là mình nghi ngờ, nhưng mà mình luôn luôn không chấp nhận những cái ý tưởng nghi ngờ đó. Và cảm ơn Chúa tôi đã cùng với gia đình của mình có thể vượt qua được những năm tháng khó khăn đó. Và lạ thay quý mà cho em, trong cái đợt dịch đó, gia đình của chúng tôi luôn được tiếp trợ và không dưới 5 triệu trong tài khoản. Khi mà tài khoản nó tới con số 0, quý vị tự nhiên có tiền gửi vô. Tôi không xin ai hết, nhưng mà tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời, Chúa ban phước cho lạ lùng như vậy. Cho nên tôi khích lệ quý mà cho em, chúng ta hãy sống bởi đức tin. Người công bình sống bởi đức tin. Nếu không có đức tin, quý vị sẽ không thể nào được phước được quý mà cho em. Hãy có đức tin cùng với Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ là những người chiếm xứ. Amen. Hội thánh của chúng ta sẽ có điểm nhóm tốt hơn. Amen. Mới hơn. Amen. Tiện nghi hơn. Rộng hơn nữa trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Và tôi công bố trong hội thánh của Chúa sau này sẽ có mục sư đầy ơn hơn mục sư Trương Tuấn trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hãy có đức tin nơi Chúa. Môi-se chết, có Giô-sê đúng không? Tổng thống chết, có người làm tổng thống khác. Tổng thống người ta còn thay được mà. Mục sư thay được không? Được chứ. Tôi nhớ năm 2015 khi mục sư Nguyễn Công Đức, ông cùng với gia đình của ông, ông đi trước, ông đi qua dự đại hội mục sư Khánh rồi ông ở lại đó và ông định cư tại đó. Cái tâm trạng lúc bấy giờ của tôi đó quý vị, buồn lắm. Buồn không phải là bởi vì tôi tới Chúa được đi Mỹ, nhưng buồn bởi vì cớ ông không trở lại nữa. Tôi buồn trong suốt gần 2 năm. Nhưng mà cái nỗi buồn đó nó không phải là cái sự buồn bực tổn thương cay đắng gì hết. Tôi buồn là bởi vì cớ lúc đó, thời điểm đó là tôi cũng vừa mới nộp đơn để tôi đi Mỹ. Mà ông đi trước tôi. Và thế là tôi không có nhắn tin gì cho mục sư Đức trong 2 năm đó hết. Có lẽ mục sư Đức nghe cái lời này cũng rất là buồn cười đúng không? Tôi sắp sửa cũng gặp được mục sư Đức ở bên đó rồi, sắp sửa uống cà phê với mục sư Đức rồi. Tôi cũng xin gửi lời xin lỗi đối với mục sư Nguyễn Công Đức, bởi vì tôi không muốn điều đó. Không ai muốn cái điều đó xảy ra hết, nhưng mà Chúa muốn. Rồi tiếp theo đó, những tháng ngày tôi cầu nguyện tìm kiếm Chúa và Chúa nói với tôi rằng ta làm như vậy là để cho con có cơ hội. Tôi nói, Chúa ơi sao con có cơ hội được? Mục sư Nguyễn Công Đức thời bấy giờ đó, ông được sức dầu đặc biệt lắm. Ông đầy ơn Chúa, ông đuổi quỷ chữa lành. Ông đặt tay trên người có bệnh đó, là ngay lập tức là người đó ngã rớt xuống liền. Phép lạ xảy ra rất là nhiều cho chức vụ của mục sư Đức, làm chứng đến đâu người ta tin Chúa đến đó. Còn con, Chúa ơi con chỉ là một người mục sư bình thường, mục sư quen. Thậm chí con bị bệnh mà con cầu nguyện cho mình cũng không hết bệnh nữa mà. Làm sao ai được hết bệnh? Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa có chương trình của Chúa. Và sau đó Chúa ngài sức dầu, Chúa ban ơn, Chúa cho tôi có cơ hội để tôi có thể phục vụ Chúa rộng hơn và được phước nhiều hơn. Tôi cảm ơn Chúa bởi vì nếu không có cái sự kiện đó thì có lẽ sẽ không có một mục sư được dấy lên. Dĩ nhiên không ai mong muốn rằng cái người mục sư mình yêu thương, yêu quý mà người đó lại đi hết. Đúng không quý mài chen? Chừng nào mà một mục sư mà ông quản nhiệm một thời gian hội thánh phải rời xa khỏi ổng mà ai cũng vỗ tay mừng, ai cũng khóc, thay vì ai cũng khóc hết thì ai cũng cười, ô mục sư đông đi rồi, vui quá, mình mở tay ăn mừng. Chắc có lẽ mục sư đó đi ổng buồn lắm. Nhưng mà nếu mà mục sư đó đi mà ai cũng tiếc nuối, ai cũng khóc,
ai cũng cảm thấy luyến tiếc, thì có lẽ mục sư đó cũng rất là được phước, đúng không quý mài chị em? Cho nên chúng ta thấy rằng là đôi khi cái sự kết thúc của một người đó là một cái sự khởi đầu của một người khác. Tôi tin rằng sau khi tôi đi khỏi Việt Nam này thì ai đó sẽ được Chúa dấy lên ở trong ơn của Chúa, ở trong hội thánh của tuần Rema của chúng ta. Tôi cầu nguyện ở trong ngày thứ sáu vừa rồi tại hội thánh này, thì Chúa nói với tôi rằng là sau này Chúa sẽ sức dầu cho một người thanh niên, mà người đó trước khi được sức dầu á, người đó sẽ là một người kiên ăn cầu nguyện tìm kiếm Chúa. Sau ba tuần người đó kiên ăn tìm kiếm Chúa thì Chúa sức dầu cho người đó. Và tôi có để lại cái chiếc áo choàng của tôi ở tại nhà của ba mẹ tôi, để không, tôi nói nghiêm túc, thật sự tôi nói nghiêm túc, tôi không biết người đó là ai, nhưng mà có một người nam thanh niên kiên ăn tìm kiếm Chúa, cầu nguyện và ao ước được sức dầu của Chúa, thì người đó được Chúa sức dầu nhiều lắm quý mài chị em. Dĩ nhiên trong hội thánh ngôi tuần Rema của chúng ta thì mục sư Quỳnh Lâm Bửu như là một người cha bao phủ thuộc linh cho cả hội thánh của chúng ta, nhưng mà riêng đối với những cái ơn mà của những mục sư khác, nếu chúng ta ao ước được cái ơn nào của mục sư nào đó, chúng ta có thể cầu nguyện xin Chúa Ngài ban ơn cho mình giống y như là mục sư mà chúng ta ao ước đó đó, cái ơn đó sẽ đến với chúng ta. Tôi cũng được ơn của Chúa trong cái sự giảng dạy và cũng như trong cái sự cầu nguyện chữa lành từ mục sư Quỳnh Lâm Bửu, như là một người anh, một người hướng dẫn tâm linh của tôi trong những thời gian đầu và cũng cho đến bây giờ. Cho nên quý mài chị em, chúng ta hãy trung thành với người dẫn dắt và người lãnh đạo của chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ nhận được cái sự ban phước đó trên đời sống của mình. Ai tiếp một người tiên tri thì sẽ được lãnh phần thưởng của người tiên tri. Cách đây 2 tuần trước thì tôi có để lại một cái áo choàng. Tôi xin chai nước à. Dạ, phải tắt luôn cái quạt này cho tôi luôn. Hảo ơi. 2 tuần trước thì tôi có để lại cái áo choàng cho một mục sư ở tại Đắk Lắk. Và cái người mục sư trẻ này, ông ấy đã yêu quý tôi như là một người cha thật sự. Từ lúc mà tôi đến cho đến khi tôi đi, thì lần nào tôi đến đó và tôi đi khỏi thì cái người này đều xách giỏ cho tôi, quý tôi lắm. Thậm chí là nếu mà tôi cần kêu đánh giày cho tôi là cũng đánh giày cho tôi luôn quý vị. Và khi tôi đi như vậy thì cái người nam hầu vị Chúa này khóc như đứa trẻ, bởi vì yêu quý chúng tôi. Và tôi để lại cái áo choàng của tôi, cái áo tôi hay mặc đó, như là một cái sự chúc phước cho chức vụ của người này. Trong suốt hơn 2 năm tôi biết người này, thì người này xem tôi như là một người cha, luôn tôn trọng tôi và luôn yêu quý tôi, cho tôi ăn những cái nhà hàng mà tốt nhất ở tại Buôn Ma Thuột, lấy xe hơi đưa đón tôi đi khắp nơi phục vụ Chúa, mà sẵn sàng để mà ở một cái phòng tệ hơn để nhường cho tôi cái phòng tốt nhất ở trong các khách sạn. Và sự sức dầu Chúa đến trên người này. Khi tôi cầu nguyện chúc phước thì vợ tôi đứng bên cạnh và nói rằng là, anh ơi, lúc đó em chỉ nhìn thấy ánh sáng và sự sức dầu Chúa nó tuôn tràn ở trên cái người này rất là nhiều. Và tôi biết rằng, dĩ nhiên tôi không phải là một tiên tri vĩ đại gì hết, nhưng mà tôi biết rằng ai tiếp tôi thì người đó đang tiếp chính đấng đã sai tôi. Rồi, cảm ơn em. Cho nên tôi cũng có một cái áo choàng khác, đó là áo choàng tôi để tại Trung Buôn Thuộc. Và sẽ có một cái áo choàng dành cho người yêu quý chức vụ của tôi, nhất là những người thanh niên. Người đó sẽ là người mà sẽ được nhận lãnh cái sự sức dầu mà Chúa ban cho tôi. Rồi, điều thứ hai chúng ta thấy được Giô-sê đã là một người chiếm xứ, đó là ông là người nói ra những lời tích cực của đức tin. Chúng ta thấy rằng là Giô-sê và Ca-lép là những người có đức tin, họ nói ra những lời tích cực về tương lai, về sự hứa. Họ không nói về cái sự chết chóc hoặc là cái sự thất bại khi mình vào trong sự hứa, nhưng họ nói về những cái điều tích cực. Họ nói rằng là chúng ta sẽ chiếm được sự hứa đó, chúng ta sẽ thành công, chúng ta sẽ được phước, chúng ta sẽ được kết quả. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy được là trong 12 người thám tử thì chỉ có 2 thám tử nói những lời
tích cực. Còn 10 ông kia thì nói ra những lời tiêu cực, những lời vô tín. Thì đa số thắng hơn thiểu số. Cả dân Israel họ đã nghe lời của 10 thám tử kia và họ đã ngã chết ở trong đồng vắng. Lời của Chúa chép ở trong Dân số ký đoạn số 14 câu số 26 cho đến 30 như thế này. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se và A-rôn mà rằng: Ta sẽ chịu hội chúng hung dữ này hay làm bầm cùng ta cho đến chừng nào? Ta đã nghe lời làm bầm của dân Israel oán trách ta. Hãy nói với dân chúng, Đức Giê-hô-va nói rằng: Ta chỉ sự hằng sống ta mà thề, ta sẽ đãi các ngươi tùy theo lời ta đã nghe các ngươi nói. Những thay các ngươi sẽ ngã nằm trong đồng vắng này, các ngươi mà người ta đã tu bộ hết thảy bao nhiêu cũng vậy, từ 20 tuổi sắp lên là những kẻ đã làm bầm cùng ta, thì chẳng hề được vào xứ mà ta đã thề cho các ngươi ở, ngoại trừ Caleb, con trai của Giê-phu-nê, và Giô-sê, con trai của Nun. Ở đây Chúa nói rằng là ta chỉ cái sự hằng sống ta mà thề, ta sẽ đãi các ngươi tùy theo lời ta đã nghe các ngươi nói. Quý vị thấy rằng lời nói của chúng ta có uy quyền, có sức mạnh. Nó có thể ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta đó quý vị. Châm ngôn đoạn 18 câu số 20-21 chép rằng: Bụng người sẽ được no nê bông trái của miệng mình, huê lời môi miệng mình sẽ làm cho người nó đủ, sống chết ở nơi quyền của lưỡi, kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó. Sự sống, sự chết nằm ở trong môi miệng của chúng ta. Hãy nói những lời tích cực, những lời tốt lành, những lời phước lành cho tương lai của chúng ta, cho nan đề của chúng ta. Chứ đừng có nhìn vào trong cái tờ giấy khám bệnh nó chết cha rồi, kiểu này thôi. Xong đời tôi rồi, tôi cũng không hơn gì các tổ phụ của tôi. Quý vị ơi, đừng tin vào trong thực tế. Nhưng hãy tin vào trong lẽ thật của lời Chúa. Lời của Chúa nói rằng là bởi lần đòn của anh chị em, bởi lần đòn của Chúa Giêsu đã chịu mà anh chị em được Chúa chữa lành. Amen. Bởi sự chịu khổ của Chúa mà chúng ta sẽ được phước. Chúng ta sẽ không chết. Nếu có đức tin, chúng ta sẽ được phước. Đừng có cho rằng con quỷ này, con quỷ nọ nó to lớn lắm, mình phải là được ơn lắm mới đuổi nó được. Quý mà chị em ơi, quỷ gì thì kệ nó. Nhưng mà danh của Chúa Jesus Christ là danh trên hết muôn danh. Nói ra danh của Chúa Jesus Christ là nó phải khuất phục. Và ngoài chiến trường đó quý vị, ngoài chiến trường không phải chỉ có vị tướng mới có thể giết được giặc. Nhưng mà bất cứ một người lính nào có đầy đủ vũ khí thì người lính đó vẫn có thể giết được giặc, đúng không ạ? Người lính đó vẫn có thể giết được cái vị tướng của kẻ thù của mình nếu có cơ hội. Nếu quý vị có cơ hội đối diện với những quỷ vương hoặc là những cái quỷ như là đồng cốt hoặc là những quỷ thứ dữ ở trong vương quốc của Satan đó, quý vị đừng có sợ hãi. Cứ nhân danh để Chúa Jesus Christ đuổi nó đi thì nó sẽ đi hết. Tôi đã từng đối diện với những cái quỷ như là ma lai ở trên cái vùng Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột, rồi ở những cái khu vực miền cao. Nó nói nó là quỷ này quỷ kia chứ thật ra nó chả là cái gì hết quý mài chen. Trong danh để Chúa Jesus Christ, nó đều khuất phục trước danh của Chúa Giêsu của chúng ta hết. Cho nên đừng khiếp sợ trước bất cứ kẻ thù nào, nhất là ma quỷ. Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời và hãy nói ra những lời của đức tin. Amen. Hãy nói lời chúc phước cho thánh của Chúa tại đây, cho dẫu rằng chúng ta dường như là vừa mới bị thu hẹp lại cái không gian hội thánh, đúng không? Nhưng mà hãy nói ra những lời chúc phước tích cực cho hội thánh của tuồng Rema của chúng ta. Tôi tin rằng hội thánh của Chúa sau này sẽ được phước và được lớn rộng hơn. Cảm ơn Chúa. Tôi đang được có một cái vinh dự rất là lớn để chia sẻ lời Chúa cho những người được phước. Tôi nhìn thấy tương lai của chúng ta sẽ là những người được phước của Chúa. Được phước theo cách đặc biệt của Chúa, quý mài chị em. Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời, tương lai của chúng ta sẽ được thay đổi. Ba mẹ của tôi lúc ban đầu cũng chỉ là những người tay trắng. Họ đến với nhau bằng tình yêu rất là đơn sơ. Nhưng mà họ vẫn có thể nắm tay nhau vượt qua những cơn bão. Và cho đến bây giờ, ba mẹ tôi rất là được phước. Được phước nhất là bởi vì có hai đứa con của ba mẹ tôi và em gái của tôi đang được phước. Cho nên quý mài chị em ơi, chúng ta hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Dẫu rằng gia đình của chúng ta có đuổi chúng ta ra khỏi nhà,
Dù rằng là cả gia tộc dòng họ của chúng ta họ thờ cúng ma quỷ, họ thờ hình lạy tượng, họ không biết Đức Chúa Trời là ai, họ chống nghịch lại với chúng ta, nhưng mà chúng ta hãy chọn đứng cùng phía với Đức Chúa Trời, chắc chắn chúng ta sẽ được phước. Sau khi ba mẹ tôi tin Chúa thì cả gia đình bên nội của tôi đã từ mặt ba tôi và không nhìn đến gia đình của chúng tôi nữa. Trong suốt hơn 10 năm quý bà chị em, 10 năm họ không nhìn chúng tôi, không nói chuyện, không liên lạc gì hết. Rất là đau lòng. Nhưng mà tạ ơn Chúa, sau 10 năm đó Chúa bắt đầu Chúa ban cho ba mẹ của tôi có công ăn việc làm được phước hơn, rồi mua nhà, mua xe, bắt đầu được phước ra thì gia đình bên nội của tôi nhìn thấy rằng quả thật có Đức Chúa Trời ở trong gia đình của chúng tôi. Cho nên sau này nếu tôi đi rồi, ai đó bị gia đình bắt bớ, ai đó bị người khác tấn công vì cớ đức tin của chúng ta, hãy chọn đứng cùng phía với Chúa. Hãy luôn nói ra những lời tích cực cho tương lai của mình. Đừng bao giờ bỏ Chúa nha quý mài chị em. Và cho dù gia đình của chúng ta, cho dù gia đình của chúng ta có bỏ Chúa chăng nữa, quý vị ơi, đừng bao giờ bỏ Chúa. Trong gia đình của Lót, khi mà thiên sứ nắm tay của Lót kéo ông, vợ và hai con của ông ra khỏi Sodom và Gomorrah, thì vợ của Lót đã quay ngó lại đằng sau và hóa thành tử muối. Nhưng mà điều mà tôi học được ở đây đó là Lót vẫn cứ tiếp tục bước đi theo cái sự dẫn dắt của thiên sứ của Đức Giê-hô-va, chứ ông không có quay ngó lại vợ mình hoặc là quay ngó lại đằng sau quý mà chém. Điều đó tôi học được một điều rằng là cho dù là vợ hoặc là chồng của mình hay là con cái của mình mà nó không theo Chúa đi chăng nữa, thì chúng ta cũng hãy cứ bước đi theo Chúa. Amen. Đừng vì gia đình của chúng ta mà đánh mất đi cái số phận đời đời của chúng ta trong Chúa Giêsu Christ. Chắc chắn Chúa sẽ có cách để giúp đỡ chúng ta. Có thể mất hết đó, nhưng mà sau này Chúa sẽ ban phước cho chúng ta nhiều hơn. Amen. Hãy nhớ lời tôi nói trong ngày hôm nay. Điều thứ ba chúng ta cần có, mà chúng ta nhìn thấy trong đời sống của Giô-sê có, đó là ông bước đi ở trong tinh thần cầu nguyện và tìm kiếm sự dẫn dắt của Chúa mỗi ngày. Như Abraham là một người đã được Chúa kêu gọi ra khỏi Charan để mà đi đến xứ Canaan là xứ mà Chúa hứa, thì Abraham đi đâu ông cũng đều lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Ông thờ phượng Đức Chúa Trời trong mọi nơi, trong mọi lúc mà ông có thể. Nếu quý vị được một lời hứa nào đó về một phước lành nào đó mà Chúa hứa trong đời sống quý vị, quý vị ơi, đừng có tìm kiếm nó để rồi chúng ta quên mất đi Đức Chúa Trời là đấng ban mọi phước hạnh cho đời sống của chúng ta. Dù rằng là Abraham có một lời hứa rất là lớn, đúng không quý mài chị em? Ông sẽ trở thành tổ phụ, là cha của nhiều dân tộc. Nhưng mà ông không có vì cái phước hạnh lớn đó mà ông quên mất đi sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Và ông đã luôn luôn nhớ đến Chúa, thờ phượng Chúa, kính yêu Chúa trong sự biết ơn cảm tạ. Và Giô-sê cũng vậy. Giô-sê dẫu rằng được lựa chọn trở thành một người lãnh đạo trên Israel để mà chiếm xứ cho dân tộc của mình, nhưng mà ông cũng luôn luôn cầu nguyện tìm kiếm Chúa. Trong mỗi cái trận đánh, trước mỗi trận đánh mà ông chiếm cái thành nào đó, thì ông cũng đều quỳ gối và ông tìm kiếm khải tượng, tìm kiếm lời của Đức Chúa Trời cho chính năng đề của mình. Quý vị cần hãy cầu nguyện luôn luôn quý mài cha, trước mỗi một quyết định về công việc mà chúng ta sẽ chọn lựa, về việc mà chúng ta kết hôn với ai, về việc mà chúng ta sẽ sống ở đâu, định cư chỗ nào, chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa. Chúa sẽ từng hồi từng lúc dẫn dắt chúng ta. Và khi chúng ta được phước rồi, đừng bao giờ quên mất đi Đức Chúa Trời là đấng ban phước trên đời sống của chúng ta quý mài cha. Châm ngôn đoạn 28 câu số 5, bản dịch năm 2010 chép rằng: kẻ buông mình vào điều ác chẳng hiểu sự công bình, nhưng ai tìm kiếm Đức Giê-hô-va hiểu biết mọi sự. Hãy tìm kiếm Chúa để linh hồn của chúng ta được mặc lấy sự khôn ngoan và hiểu biết Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh của chúng ta. Điều thứ tư đó là hãy có sự nắm bắt về khải tượng. Trong Giô-sê đoạn 5 từ câu 13 cho đến câu số 15, lời của Chúa nói rằng là lúc Giô-sê đang ở gần Giê-rê-cô, ông ngước mắt lên nhìn thì thấy một người cầm gươm trần đứng đối diện mình. Giô-sê đến gần người ấy và hỏi: ngươi thuộc về phe chúng ta hay là phe địch? Người ấy đáp: chẳng thuộc phe nào cả, nhưng bây giờ ta đến để làm tướng chỉ huy đạo quân của Đức Giê-hô-va. Giô-sê liền sắp mặt xuống đất thờ lạy và hỏi: Chúa truyền cho đầy tớ Chúa điều gì? Tướng chỉ huy đạo quân của Đức Giê-hô-va nói với Giô-sê: hãy cởi giày khỏi chân
vì nơi con đứng là đất thánh. Giô-suê làm như vậy. Vậy thì chúng ta thấy rằng là trước khi Giô-suê ông đánh Giê-đi-cô thì ông đã cầu nguyện, ông tìm kiếm Chúa. Ông đã nắm bắt được khải tượng ở trong cái sự cầu nguyện đó. Và ông nhìn thấy được rằng là với chiến thuật của Đức Chúa Trời, ông sẽ chiếm được Giê-đi-cô, là một cái thành rất là lớn mà bởi sức của con người tự nhiên, ông biết chắc rằng mình không thể nào chiếm được cái thành đó. Và trong Châm Ngôn 29 câu 18 chép rằng là đâu thiếu sự mặc thị, dân sự bèn phóng tứ, những ai giữ gìn luật pháp lấy làm có phước thay. Bản dịch 2010 chép rằng là ở đâu không có khải tượng, dân chúng phóng túng, nhưng phước cho người biết tuân giữ luật pháp. Vậy thì chúng ta cần có khải tượng trong đời sống của chúng ta. Amen không quý mài cho em. Hãy có khải tượng cho đời sống của cá nhân mình, hãy có khải tượng cho gia đình của mình, hãy có khải tượng cho công việc của mình, hãy có khải tượng cho chức vụ của chúng ta nếu chúng ta được Chúa kêu gọi vào trong sự phục vụ Chúa sau này. Hãy có khải tượng cho hội thánh của Chúa nữa. Và khi quý vị có khải tượng, quý vị sẽ sống ở trong một đời sống tiết độ và trong sự kính sợ Chúa. Còn nếu chúng ta không có khải tượng, hoặc là chúng ta không đồng một khải tượng với nhau, mà chúng ta đi chung với nhau, quý vị, khó lắm. Hồi nãy mục sư Bửu có nói một điều mà tôi cũng được nhắc nhở, đó là chúng ta nếu làm việc ở trong cùng một ban chấp sự, chúng ta cần phải có đồng một tâm tình, đồng một tiếng nói. Và tôi nghĩ rằng có chung một khải tượng cũng là cái chất kết dính chúng ta lại với nhau nữa. Chúng ta cần phải có những khải tượng tích cực cho thánh của chúng ta. Amen. Và đừng bao giờ chỉ trích mục sư quản nhiệm của mình, nhưng mà hãy cầu nguyện trong ấy. Nếu chúng ta nhìn biết được tôi tớ của Chúa cần có sự giúp đỡ của chúng ta. Môi-se khi mà ông ở trên đầu nõng, ông giơ cái cây gậy lên, thì dân Israel ở phía dưới được Giô-suê dẫn dắt đó đánh thắng dân Amalek. Nhưng mà khi tay ông mỏi, ông hạ xuống cái cây gậy đó, hạ xuống cái cánh tay của ông, thì dân Israel họ bị đánh bại. Và thế là có A-rôn và Hu-rơ đến bên cạnh để đỡ tay cho Môi-se. Quý mài cho em ơi, tôi tới Chúa không phải là một siêu nhân. Tôi tới Chúa vẫn là con người, đúng không? Quý mài cho em, họ vẫn cần được nghỉ ngơi, họ vẫn cần được sự chăm sóc, yêu thương, hỏi thăm, quan tâm. Thường thường thì anh chị em có nhu cầu, quý ông bà chị em đến với chúng tôi là mục sư để nhờ cầu nguyện, chia sẻ những cái nan đề của quý vị cho chúng tôi. Nhưng có bao giờ chúng tôi hoặc là mục sư nào đó mà có nan đề đó, chia sẻ cho quý con cái Chúa, hoặc là nhắn tin gọi điện thoại chia sẻ cái nan đề đó cho quý vị, của quý vị sẽ nghĩ thế nào? Kỳ lắm đúng không? Cho nên hãy cảm thông cho những tôi tớ Chúa, những người phục vụ Chúa. Và nhất là khi mà chúng ta nhìn thấy được cái cơ hội để chúng ta giúp đỡ cho tôi tớ của Chúa. Nếu chúng ta giúp đỡ trong cái thời điểm đó, chúng ta sẽ ghi tên mình vào trong lịch sử của vương quốc Đức Chúa Trời. Có thể lịch sử của Thánh sẽ được thay đổi bởi vì cái sự giúp đỡ nhỏ bé của chúng ta. Và nước Đức Chúa Trời rất là cần có những người như vậy. Rất là cần có những A-rôn và Hu-rơ bên cạnh Môi-se. Cảm ơn Chúa. Điều thứ năm đó là cần có sự can đảm và dạn dĩ. Đã ba lần Chúa phán cùng Giô-suê trong Giô-suê đoạn 1 rằng là hãy vững lòng bên chí. Và một lần Chúa ban mạng lệnh cho Giô-suê rằng là không được run sợ ở trong câu 9. Bởi vì nếu không có sự can đảm thì ông sẽ run sợ trước những kẻ thù và thất bại. Nhà truyền giáo D.L. Moody đã từng nói rằng can đảm là điều rất cần thiết cho mọi công tác cơ đốc. Tôi chưa từng thấy một ai dễ dàng nản chí mà lại có thể đóng góp được bất cứ điều gì ở bất cứ nơi đâu. Nếu chúng ta không có sự can đảm, chúng ta sẽ không bao giờ làm được việc lớn cho Đức Chúa Trời của chúng ta, quý mời chị em. Nếu chúng ta không có sự can đảm và dũng cảm mà Chúa ban cho chúng ta qua lời của Ngài, chúng ta sẽ dễ dàng bỏ cuộc vì cớ cái sự nhút nhát trong đời sống của mình. Khi Chúa kêu gọi tôi vào trong sự phục vụ Chúa tại Thánh Ngũ Tuần Rema này vào năm 2007 á, khi mà tôi học năm nhất của trường Kinh Thánh IVBI, thì Chúa kêu gọi tôi để hầu việc Chúa trong hội thánh này. Và tôi cũng cố gắng để tôi banh cái lỗ tai mình ra nghe tôi tớ Chúa là mục sư Quỳnh Lâm Bửu nói về cái lương bổng hoặc là cái gì mà hội thánh Ngũ Tuần Rema có thể cung cấp được cho một người phục vụ Chúa trong hội thánh Ngũ Tuần Rema. Tôi chỉ nghe đúng một điều thôi, đó là hội thánh Ngũ Tuần Rema. Qua môi miệng mục sư Bửu nói rằng là hội thánh Ngũ Tuần Rema này là hầu việc Chúa tự nguyện không lương. Nhưng mà cảm ơn Chúa, lòng của tôi vẫn yêu quý công việc của Chúa. Tôi vẫn thích thú để mà hầu việc Chúa trong thánh Ngũ Tuần Rema. Tôi nói với Chúa, Chúa ơi, còn không nghe lời hứa gì về lương bổng hay lợi lộc gì hết,
Nhưng mà con chỉ thấy một điều Chúa hứa với con rằng là ai hầu vì Chúa, ắt cha ta ắt tôn quý người đó. Ai hầu vì ta thì cha ta ắt tôn quý người đó. Và Chúa thách thức tôi rằng là con muốn được con người tôn quý hay là Đức Chúa Trời tôn quý con? Và thế là tôi nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con hiểu ý Chúa rồi. Bây giờ con sẽ cộng tác và phục vụ Chúa ở trong hội thánh Ngôi Tường Rema này. Không có lương bổng gì hết. Nhưng mà tại Chúa, Chúa biết nhu cầu của tôi. Chúa vẫn dùng hội thánh để mà chúc phước cho tôi, gửi tài chánh cho tôi. Dẫu rằng lúc bấy giờ không nhiều, nhưng mà có được như vậy, tôi cũng có thêm động lực để bước đi trong đức tin phục vụ Chúa. Cho đến ngày hôm nay, được 17 năm rồi, quý bà chị em. Cho nên tôi chia sẻ điều này để khích lệ những bạn trẻ chúng ta là những người có thời gian, còn có nhiều sức lực, tuổi thanh xuân cho Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy tận hiến cho Đức Chúa Trời trong đức tin, trong sự can đảm và dạn dĩ. Thật sự lúc đó tôi cũng, bây giờ tôi nghĩ lại cái thời gian đó, tôi thấy mình thật sự là can đảm, thật sự là liều luôn quý mà cho em. Bởi vì mình chưa có vợ. Năm 2017 thì 2007 thì tôi chưa có bà xã bây giờ. Nhưng mà tạ ơn Chúa, tôi hầu vị Chúa cho đến năm 2009 thì tôi được kết hôn với vợ tôi. Nhiều khi tôi nghĩ rằng là tôi phải có điều kiện, tôi phải có tiền của tài chánh, cơ ngơi ổn định rồi tôi mới có thể lập gia đình. Nhưng cho đến bây giờ Chúa dạy tôi một điều rằng là nếu ngày hôm đó mà con không cưới vợ đó thì có lẽ những cái cơ ngơi sự nghiệp tài chánh như bây giờ con có đó nó sẽ không bao giờ có. Cho nên những bạn trẻ nào chúng ta được kêu gọi bước đi theo Chúa, phục vụ Chúa, chúng ta bây giờ chưa có cái gì trong tay hết, thì tôi khích lệ các bạn trẻ chúng ta hãy can đảm. Hãy can đảm lên. Như người ta thường hay nói là liều ăn nhiều. Bây giờ tôi thấy thật sự tôi quá liều quý mà cho em, quá liều luôn. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa nói rằng là nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Chúa nói là phải liều mình nha quý vị nghe, mới theo Chúa nổi. Phục vụ Chúa phải liều mình hơn nữa. Đúng không quý mời cho em? Tin Chúa đó là phải liều mình rồi đó. Nhưng mà phục vụ Chúa còn phải liều hơn nữa. Phải can đảm, phải dũng cảm đủ thì mới có thể làm thành việc lớn cho Đức Chúa Trời. Và trong vương quốc của Đức Chúa Trời không có chỗ cho người nhút nhát. Xin Chúa ngày ban chúng ta tinh thần của sự mạnh mẽ và can đảm. Amen. Như là một Giô-sê, chúng ta sẽ chiếm xứ này cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Dân tộc Việt Nam sẽ được biết Chúa Giê-xu qua hội thánh Ngũ Tuần Rê-ma của chúng ta. Amen. Tôi cầu nguyện xin Chúa gây cho hội thánh Ngũ Tuần Rê-ma của chúng ta sẽ là một giáo hội Tinh Lành lớn, để nhiều người sau này sẽ được biết về Chúa Giê-xu Christ của chúng ta. Mà cách nào mà chúng ta, bây giờ tôi cũng không biết, nhưng mà sau này chắc chắn chúng ta sẽ được Chúa Ngài đem ra ánh sáng để chúng ta có thể giảng cho đám đông dân chúng sau này. Amen. Và điều cuối cùng thứ sáu đó là cần có sự sức dầu tươi mới. Ở trong Dân Nhất đoạn số 2 câu 27. Tôi sẽ đọc ở trong bản dịch năm 2010 như thế này. Về phần các con, sự sức dầu mà các con đã nhận từ Ngài ở trong các con. Và các con không cần ai dạy mình cả. Vì sự sức dầu của Ngài dạy các con mọi điều. Và sự sức dầu ấy là thật, không phải giả dối. Hãy cứ ở trong Ngài như sự sức dầu ấy đã dạy các con. Ở đây sứ đồ Giăng ông đã nói về sự sức dầu mà một người con cái Chúa, một người tin theo Chúa cần phải có trong đời sống của mình, để mình có thể hiểu biết được ơn và lẽ thật của Chúa là như thế nào. Và khi chúng ta mặc lấy sức dầu của Chúa thì chúng ta sẽ được Chúa Ngài dẫn dắt và được dạy dỗ trong đủ mọi sự. Một người tin Chúa, chúng ta sẽ trở thành một thầy tế lễ của hoàng gia. Đúng không quý mà cha? Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 9 nói rằng là những anh em là dòng giống được lựa chọn là chức thầy tế lễ nhà vua. Chúng ta là những thầy tế lễ, mà chúng ta là thầy tế lễ thì phải được sức dầu. Không phải chỉ là những mục sư, những tôi tớ Chúa, hầu vị Chúa mới được sức dầu mà thôi. Nhưng mà tất cả chúng ta là nước thầy tế lễ, chúng ta cần phải được sức dầu. Và sức dầu này là thật quý mà cha. Khi chúng ta có sức dầu của Chúa cho đời sống của chúng ta thì chúng ta sẽ có sự hiểu biết về chính mình Chúa như thế nào. Ở trong mạch văn này, ở trong Dân đoạn 2 này thì chúng ta đọc từ đầu, từ câu 1 cho đến hết đoạn này đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là ông sứ đồ Dân ông đang nói về những Antichrist, những Christ giả, những cái tà giáo đang len lỏi vào trong hội thánh.
Và chỉ có những ai được sự sức giàu của Chúa đó, thì những người đó sẽ có thể nhận biết được những cái lẽ giả đó. Và không cần phải học những cái sự giả dối, không cần phải học những cái tính lý giả đó để mình có thể nhận biết được nó. Nhưng mà qua sự sức giàu của Chúa, chúng ta sẽ nhận biết được đâu là thật và đâu là giả. Chứ không có nghĩa rằng là chúng ta là người tin Chúa rồi chúng ta không cần học. Nha. Ở trong sách Phi-rơ thứ hình như trong Phi-rơ thứ nhất. À dạ đúng rồi, Phi-rơ nhì đoạn 1. Dạ câu 5 thì sứ đồ Phi-rơ nói rằng là phải thêm lên cho đức tin sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức. À, người theo Chúa muốn được kết quả trong ơn của Chúa thì người đó cần phải có sự ham học, phải được trau dồi trong lời Chúa và được bồi linh mỗi ngày, quý mà cha. Còn ở đây thì sứ đồ Giăng ông đang nói rằng là chúng ta không cần ai dạy, tức là không cần những cái người kia kìa, những cái người mà rít giả đó dạy cho mình thì mình mới biết được lẽ thật của Chúa. Và chỉ có sự giàu Chúa mới cho chúng ta biết được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là phải, đâu là trái, đâu là lẽ thật và đâu là lẽ giả. Và Giô-sê tôi tin chắc rằng đời sống ông cũng đầy sự giàu của Chúa. Ông mới có thể can đảm được. Khi quý vị nhận được sự giàu của Chúa, quý vị sẽ trở nên một con người khác. Tiên tri Samuel đã nói rằng là khi ngươi được sức giàu đó, thì ngươi sẽ trở thành một con người khác, hoàn toàn khác. Không còn là một sâu lơ nhút nhát nữa, không còn là một con người tầm thường nữa. Nhưng mà sau khi được sức giàu, thì sâu lơ trở thành một vị vua đầy sức mạnh và ân điển của Chúa. Nếu quý vị được sức giàu, qua sự đặt tay của những mục sư quản nhiệm tới đây cũng như những mục sư khác, quý vị sẽ trở thành những con người khác hoàn toàn. Quý vị sẽ rời khỏi thánh với một tâm trí cởi mở, với lẽ thật của Chúa được bày tỏ với chúng ta. Ngay cả khi chúng ta nằm ngủ, chúng ta cũng có thể mơ thấy những khải tượng đến từ Chúa nữa quý vị. Tạ ơn Chúa, tôi phục vụ Chúa 17 năm qua, tôi được mục sư Quỳnh Lâm Bộ sức giàu cho tôi, chúc phước cho tôi rất là nhiều. Bên cạnh đó thì tôi cũng được những mục sư khác đặt tay cầu nguyện sức giàu cho tôi. Nhưng tôi tới Chúa mà tôi không bao giờ tôi tìm kiếm họ hết, nhưng mà Chúa cho tôi có cơ hội để tôi có thể gặp được họ. Và tôi lúc bấy giờ tôi không hiểu tại sao mà tôi lại gặp được những tôi tới Chúa được sức giàu như vậy. Thì mãi cho đến sau này khi Chúa dùng tôi thì tôi mới hiểu rằng đó là cái khoảng thời gian mà Chúa chuẩn bị cho mình. Và khi quý vị được Chúa ngài đặt được Chúa ngài dùng một tôi tới Chúa nào đó đặt tay trên quý vị để chuyển giao ơn tứ hoặc là sự sức giàu cho quý vị, quý vị cần phải tin rằng là tôi đã nhận được cái ơn đó, tôi nhận được cái sự sức giàu đó. Và có thể rằng là sau một thời gian cái ơn đó, cái sự sức giàu đó nó bị gọi là nó bị lắng xuống đáy ở đây, thì quý vị muốn được khôi phục lại thì quý vị cần phải lắc đều nó, đúng không ạ? Hoặc là khuấy nó lên thì cái ơn đó nó bắt đầu nó trở lại. Cho nên ở trong Timôthê thứ 2 đoạn số 1 câu 7, Phaolô đã nói rằng là hãy nhen lại ơn đã được ban trong lòng của con bởi sự đặt tay của ta và của hội trưởng lão. Như vậy chúng ta cần phải có sự nhen lại cái ơn đó, nhen lại cái ơn đó. Những cái ơn mà Chúa ban chúng ta, sự sức giàu mà Chúa ban chúng ta không bao giờ Chúa đổi lại hoặc lấy lại hết quý mà cha. Tôi tới Chúa nào cầu nguyện cho quý vị 10 năm về trước, cho dẫu rằng bây giờ quý vị quên cái lời cầu nguyện đó rồi, nhưng quý vị ơi, hãy cầu nguyện xin Chúa ngài cho con nhen lại cái ơn từ cái người tôi tới Chúa đó đã từng nói tiên tri, đã từng chúc phước cho con. Xin Chúa ngài cho con được nhen lại những điều đó. À, khi quý vị cầu nguyện như vậy, sức dầu Chúa sẽ tái đổ đầy trên đời sống của chúng ta. Và sự giàu của Chúa có thể tiếp tục từng thế hệ để chúng ta có thể hoàn tất được sứ mạng của Chúa. Sứ mạng của tiên tri Eli đó là ông phải sức giàu cho ba người. Thứ nhất đó là tiên tri Elise sẽ làm tiên tri thế cho Eli. Thứ hai đó là Hasen sẽ làm vua trên Assyri. Và thứ ba đó là Jehu sẽ làm vua Israel. Trong sứ mạng của tiên tri Eli có ba điều ông cần phải làm. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là đến cuối cùng chức vụ của Eli thì ông chỉ mới làm được có đúng một điều thôi. Đó là ông sức giàu cho Elise. Vậy thì còn hai điều còn lại trong sứ mạng đó, ai hoàn tất quý màn cho em? Đó là Elise. Elise đã sức giàu cho
Hazael làm vua Syria, rồi sau đó ông cũng sai cái người đệ tớ của mình đến sức dầu cho Jehu làm vua Israel. Vậy thì mình thấy rằng là sứ mạng thì cần phải hoàn tất, nhưng mà con người sẽ có thể thay đổi. Nếu cái người tôi tới Chúa chưa hoàn tất được sứ mạng đó, thì Chúa sẽ có những cái phương án dự bị để có thể hoàn tất cho đến cuối cùng. Có thể khi tôi đi thì cái sứ mạng hoặc là công việc Chúa trong hội thánh Ngũ Tuần Rema, nhất là nơi mà tôi đang quản nhiệm là hội thánh Lộc Hưng, có thể chưa hoàn tất. Nhưng mà Chúa sẽ dấy lên một người khác để có thể tiếp nối công việc của Chúa tiếp theo sau khi mà tôi rời khỏi Việt Nam. Cảm ơn Chúa. Chúa Ngài có chương trình cho tất cả chúng ta. Nhưng mà tôi đi ích lợi cho anh chị em. Giống như tôi nói với những anh chị em ở trên Đắk Lắk rằng là tôi đi ích lợi cho anh chị em rất nhiều. Nhưng người không hiểu, người ta nói cái đó là Chúa Giêsu nói với các môn đồ thôi, chứ mục sư nói như vậy là không được. Nhưng mà tôi nói thật rằng nếu tôi không đi thì sẽ không có người được dấy lên. Và tôi đi, tôi sẽ trở lại cùng với anh chị em, chắc chắn như vậy. Bởi vì cái khải tượng mà Chúa ban cho tôi đó là tôi sẽ giúp đỡ cho đất nước Việt Nam này. Amen. Trong một buổi tối nọ thì tôi nằm mơ, tôi nhìn thấy cái khải tượng đó là tôi ngồi bên cạnh Bác Trọng và tôi nói chuyện rất là vui mừng và vui vẻ với Bác Trọng, nói về những chuyện lớn của đất nước. Và tôi chia sẻ với vợ tôi: em ơi, tối hôm qua anh mơ thấy anh ngồi kế bên cạnh Bác Trọng. Vợ tôi cười, nghĩ chắc là tôi mơ thấy cái gì mà nó tào lao. Nhưng mà sau đó một vài tháng thì có người nói với tôi rằng: mục sư ơi, em cần mục sư để có thể sau này sẽ làm việc lớn cho đất nước Việt Nam của mình, sẽ giải được những bài toán về kinh tế cho Đắk Lắk và cũng như cho Việt Nam của mình. Và tôi biết rằng khải tượng đó nó có thể lâu dài về sau này, nhưng mà tôi tin rằng trong thời điểm này Chúa đem tôi đi, đó là có chương trình của Chúa. Tôi có thể giúp đỡ cho nhiều người hơn, giúp đỡ bằng cách nào tôi không biết được, nhưng mà Chúa nói với tôi rằng con sẽ trở thành cha của nhiều dân tộc. Bởi vì Việt Nam của chúng ta có tới 56 dân tộc anh em, đúng không quý mài cha? Ê Đê, Ba Na, Hờ Mông, Thái, ôi đủ hết đó. Và tôi tin rằng là sau này tôi sẽ có thể ảnh hưởng được trên nhiều dân tộc hơn qua công việc của Chúa. Dĩ nhiên qua Mỹ trong thời điểm này thì nó sẽ có rất là nhiều cái sự thay đổi cho gia đình của chúng tôi. Giống như là một đứa trẻ phải sinh lại hết. Tất cả những anh chị em nào chúng ta qua Mỹ, chúng ta sẽ biết chúng ta giống như là những đứa trẻ phải được sinh ra lần thứ hai vậy đó. Chúng ta phải học lại tiếng nói, rồi chúng ta phải học văn hóa, chúng ta phải học lái xe, học tất tần tật những gì mà chúng ta phải cần để chúng ta làm quen với cái môi trường, với khí hậu tại đó. Có những người họ không chịu được. Như là bạn của mẹ tôi, hai vợ chồng làm bác sĩ ở tại trung tâm y tế quận 5. Qua Mỹ trong thập niên 90 mấy 2000 gì đó. Họ qua Mỹ đúng một năm, họ về lại một cách âm thầm và không báo cho ai biết hết. Sau này mẹ tôi gặp lại và nói: ủa tại sao mà hai vợ chồng bác sĩ đi Mỹ nghe nó huy hoàng lắm mà sao về lại Việt Nam mà không báo chúng tôi biết? Họ nói rằng là qua đó khó quá, khó sống quá. Ở Việt Nam này á, mình đang làm bác sĩ lương cũng khá chứ đâu có phải thấp kém gì đâu, nhưng qua đó phải học lại bằng tiếng Anh. Người ta bắt mình phải đi học lại cái bằng bác sĩ thì mới cho hành nghề bác sĩ. Mà bây giờ tuổi của họ cũng đã trên 50 rồi, không còn nhiều thời gian phải đi học lại. Rồi, dĩ nhiên chúng ta thấy rằng là muốn được thay đổi chúng ta phải chấp nhận trả giá. Không có một đứa trẻ nào mà sinh ra đời mà nó không khóc hết, đúng không quý mài cha? Người qua Mỹ cần phải thay đổi. Nếu không thay đổi được thì theo cái quy luật của nó, mình sẽ bị đào thải thôi. Mình không thích hợp được với nó sẽ loại mình ra. Đó là chuyện bình thường. Ở Việt Nam của chúng ta cũng vậy nữa. Có nhiều người họ không sống được ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là họ không sống được ở Hà Nội. Họ về lại tỉnh, họ về lại quê hương của họ. Họ nói là ồ, ở cái đất này khó sống quá. Dĩ nhiên, chúng ta
bước đi ở trong sự đầu phục cái sự tể trị của Chúa. Có những khi Chúa ngày định chúng ta ở đâu đó, chúng ta phải ở đó. Chúng ta không thể nào tự ý mình gia tăng bờ cõi của mình được. Nếu Chúa không gia tăng bờ cõi của mình thì mình sẽ cứ mãi ở đó thôi. Trước năm 1975 thì không có một người Việt Nam nào ở miền Bắc hoặc miền Trung hoặc là miền Nam suy nghĩ đến việc mà mình đi nước ngoài hết. Ông nội của tôi trước đây cũng đi lính cho Mỹ. Nhưng mà lúc ông nội tôi sống không bao giờ suy nghĩ cái chuyện đi Mỹ hết. Nhưng mà sau năm 1975 thì người người, nơi nơi người ta cũng đổ xô đi Mỹ. Nó có một sự thay đổi. Cho nên cái chuyện mà đi nước ngoài ngày hôm nay ở Việt Nam nó là dường như là một cái xu thế. Và tôi biết rằng bên Mỹ thì nó có những cái ở Việt Nam không có. Rồi ở Việt Nam có mà bên Mỹ cũng không có. Bạn tôi nói rằng là ở bên Mỹ á, không có đá gà. Tại vì cái con gà bên Mỹ á, nó có cái quyền của nó. Mình mà bắt cái con gà, hai cái con gà đá với nhau đó, thì sẽ có hiệp hội bảo vệ động vật á, nó sẽ can thiệp và nói rằng là tụi bay đang lạm dụng sức lao động của nó. Tụi bay đang bóc lột, hành hạ súc vật. Quý vị thấy không? Wow, bên Mỹ nó có cái con vật mà nó có cái quyền của nó nữa. Cái ngọn cỏ, cái cành cây đó cũng có cái quyền của nó. Quý vị mà muốn mà cắt cái cây ở ngoài đường á, cắt là ở tù á. Không phải tự ý là mình muốn cắt cây là cắt được đâu. Phải xin phép chính phủ. Tôi mua một cái nhà mà cái cây lớn đó, nó mọc bên cạnh nhà tôi đó. Tôi lấy cái cưa, tôi cưa đó là có chuyện lớn. Phải xin phép hết. Tôi đụng một cái con thú hoang ở ngoài đường thôi. Mà tôi không báo cáo chính phủ là nó sẽ rắc rối cho tôi sau này. Cho nên bên Mỹ có những cái mà Việt Nam không có. Tôi nói là con vật với là cành cây ngọn cỏ mà nó có quyền như vậy đó, huống chi con người của chúng ta. Bây giờ tôi không có nói về Mỹ đâu. Tại vì có một cái luật ngầm ở Việt Nam chúng ta, nếu mà nói nhiều, khen nhiều về Mỹ sẽ bị ở tù. Tôi nói thật. Cho nên ở Việt Nam chúng ta những cái cuộc sống bên Mỹ là rất là hiếm. Nhiều người ta không biết được cuộc sống bên Mỹ sao hết. Nhưng mà tại Chúa tôi được thương xót, cho nên có nhiều người bạn bên Mỹ kể lại cho tôi nghe, tôi mới dám đi. Chứ còn nếu không có những người bạn đó là tôi không dám đi luôn quý vị. Đấy. Nhớ nha quý vị nghe, đừng có khen Mỹ nhiều. Mà cũng đừng có chê Việt Nam. Cứ bình thường mà sống. Rồi, cảm ơn Chúa. Tôi kết thúc sứ điệp của Chúa buổi sáng nay tại đây. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến vợ chồng mục sư Quỳnh Lâm Bửu đã tạo điều kiện cho tôi để hầu việc Chúa trong suốt 17 năm vừa qua tại Hội Thánh Ngũ Tuần Trễ Ma. Tôi biết rằng sau khi tôi đi thì cái người buồn nhiều nhất vẫn là mục sư Quỳnh Lâm Bửu, bởi vì ông đã cưu mang tôi, chăm sóc tôi, dạy dỗ tôi và cũng như đã cầu thay cho tôi rất là nhiều trong suốt những năm tháng đó. Tôi biết rằng cái công khó đó không thể nào có thể đền đáp được sau này bằng vật chất hoặc là bằng bất cứ một cái điều gì. Nhưng mà tôi biết rằng Chúa có chương trình cho đời sống của tôi và cũng như cho đời sống của mục sư Quỳnh Lâm Bửu. Rồi đi đâu thì đi, chúng ta sau này cũng sẽ gặp nhau trên thiên đàng, đúng không quý mài chị em? Và Mỹ cũng không phải là đất hứa vĩnh viễn đâu quý mài chị em. Mỹ cũng chỉ là tạm thời mà thôi, rồi tất cả chúng ta rồi sẽ được định cư đời đời trên thiên đàng. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả những con cái Chúa, những anh chị em yêu quý của tôi trong Hội Thánh Ngô Tuần Rê Ma tại Sài Gòn mà cũng như ở nhiều nơi khác. Cảm ơn quý vị đã yêu thương, chúc phước cho chúng tôi trong lời cầu thay, cũng như có những người đã dâng hiến chúc phước cho tôi trong chức vụ. Dẫu rằng chỉ là 50.000 hoặc là 100.000 của quý vị thôi, tôi biết rằng đó là bằng cả tấm lòng quý vị đã dâng hiến trong sự yêu thương chúng tôi. Và tôi cũng gửi lời xin lỗi đến những anh chị em nào, nhất là những người lớn tuổi, nếu tôi có lỡ lời hoặc là sai sót trong lời gì đó, hoặc là trong cái sự cư xử của tôi với quý vị, xin quý vị cũng niệm tình tha thứ bỏ qua cho tôi. Bởi vì tôi là một người có chức vụ về thanh niên, cho nên đôi khi tôi nói chuyện với các bạn thanh niên nhiều đó, thì cái cách mà tôi nói chuyện với người lớn tuổi nó cũng bị giới hạn. Cho nên quý vị cũng thông cảm cho tôi. Và tôi muốn nói thật lòng rằng là tôi yêu quý tất cả những anh chị em ở trong Hội Thánh này bằng tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời của chúng ta.
Không phải rằng là quý vị nghèo mà tôi không quan tâm đến quý vị hoặc là không thăm viếng quý vị đâu. Quý vị cũng làm chứng và chứng kiến và thấy rằng là có những khi tôi phải ở lại sau cái giờ nhóm hội thánh hàng giờ đồng hồ để mà tôi cầu nguyện cho những người nghèo khổ, cho những người đang bị bệnh tật, cho những người không có điều kiện cho cuộc sống này. Và sau khi tôi cầu nguyện xong như vậy, tôi cũng chẳng lấy tiền của ai cả. Cho nên hãy hiểu rằng là tôi hầu việc Chúa bằng tình yêu thương và bằng đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Và tôi cũng rất xin lỗi quý vị nào đã từng mời tôi đến nhà hoặc là mời tôi ly cà phê nhưng mà tôi vẫn chưa có thể đến gặp được quý vị. Xin quý vị cũng niệm tình bỏ qua cho tôi. Tôi cũng rất là áy náy và lấy làm tiếc. Bởi vì có nhiều nơi lắm quý mà cho em, không phải chỉ tại Sài Gòn thôi. Ở Cà Mau cũng mời tôi ly cà phê nhưng mà tôi đã thất hứa với mục sư Tham Văn Khải nhiều lần. Rồi tôi cũng thất hứa ở Vĩnh Long. Rồi tôi cũng thất hứa với Đắc Min. Tôi cảm thấy rất là áy náy. Và hôm nay tôi xin gửi lời xin lỗi đến với tất cả quý vị. Và đây cũng là một bài học cho tôi. Đó là tôi sẽ tiết kiệm lời hứa hơn sau này. Để sau này tôi sẽ được nhẹ nhàng hơn, yên tâm để mà thanh thản hơn. Và tôi cũng xin lỗi các bạn trẻ trong thanh niên. Nếu mà tôi có chia sẻ hoặc là tôi có một bài giảng nào đó mà nó dường như là quá mặn với các bạn. Bởi vì tôi cũng là một người thích ăn mặn nữa. Cho nên là đôi khi có bài giảng hoặc chia sẻ nào mà tôi chia sẻ nó mặn quá thì các bạn cũng thông cảm bỏ qua cho tôi. Bởi vì chúng ta thấy đều là những anh chị em trong Chúa với nhau. Amen không quý mà chị em? Hãy nhớ đến nhau trong sự cầu nguyện. Và tôi vẫn sẽ luôn theo dõi những tin tức, những chương trình của Thánh từ xa qua Internet. Và chúng ta hãy luôn luôn là những người bạn tốt của nhau. Hãy chiếm xứ cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen. Tôi mong ước rằng sau một thời gian nữa tôi trở lại đây và tôi sẽ được nghe những lời làm chứng tốt lành của quý mài cha em. Và tôi có thể thấy được quý mài cha em có thể ở trong sứ hứa của mình mà Chúa đã ban phước cho mình. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn quý vị. Xin chào quý vị. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.